hiện tại trên tay mình đó là JBL Live Pro 2. Đây một sản phẩm khá được mong chờ nếu ai là fan của JBL bởi vì cái sản phẩm Live Pro 1, uh, Live Pro thôi chẳng hạn hoặc Live Pro Plus là hà những hai con tai nghe true led được uh, đánh giá rất là cao của nhà JBL và mới gần đây tại sự kiện CS vừa rồi thì JBL đã giới thiệu con con này và rất nhanh thì bọn mình đã có sản phẩm để có thể trải nghiệm và trên tay và với cá nhân mình thì mình đã nhận được sản phẩm này trong khoảng một vài ngày và đây là những cái trải nghiệm đầu tiên của mình ờ, có thể là một bài trải nghiệm và một chút về đánh giá âm thanh của con JBL này. và hiện tại thì chiếc JBL Live Pro 2 thì chưa được bán chính hãng và các bạn có thể đặt trước tại cửa hàng Cellphones. Và với cái chương trình đặt trước JBL Live Pro 2 thì Cellphones đang có những cái quà tặng khá hấp dẫn mà mình có thể check ở đây. Đó là các bạn có thể có một cái áo khoác cao cấp JBL trị giá 1 triệu đồng. Cái này cũng khá hấp dẫn cái thứ hai là các bạn có thể có một cái sạc không dây thì cái sạc không dây nó khá là hữu dụng với cái sản phẩm này bởi vì sản phẩm JBL Live Pro 2 này nó có hỗ trợ sạc không dây và cuối cùng là các bạn nếu mà thanh toán qua VNPay thì các bạn có thể giảm được cái mức giá đi khoảng 300 ngàn và hiện tại cái mức giá niêm yết chính hãng cho cái sản phẩm này là 3 triệu 990 ngàn cụ thể là 4 triệu đi nói thế cho dễ và sản phẩm này thì mình sẽ chia sẻ về cái ngoại hình của nó thứ nhất là về cái cây sạc cụ thể là cái case của con JBL Live Pro 2 nó khá là giống với đời đầu ờ, nó sẽ có một kiểu hoàn thiện khác đó là cái chất liệu nhựa và cái màu sắc của nó nó sẽ hướng tới cái việc trẻ trung hơn một chút cái bản một thì mình nhìn mình cảm giác nó sang và cái thứ hai là chúng ta sẽ thấy một cái cái kiểu thông báo pin rất là quen thuộc ở trên cái đời cũ và đời này cũng như vậy và có một cái mà mình thấy hơi hơi lạ lạ một chút là cái phần bản lề của JBL Live Pro 2 đó là cái phần bản lề của nó thì thực ra nó cũng chả có cái vấn đề gì đâu nhưng mà mình thấy nó một có một cái vết cắt như kiểu là nó từ đời cũ đem lên và nó sử dụng cùng cái khung và sau đó nó thay đổi một chút cái phần bản lề thực ra đây chỉ là một cái tí soi mói cá nhân thôi còn ngoài ra thì cái sản phẩm này từ cái việc đóng nắp hộp rồi là cái cách hoàn thiện cái bản lề thì cực kỳ là tốt Ở trong cái tầm giá khoảng 4 triệu của nó thì mình cảm thấy là nó thực ra là trong cái khoảng tầm giá 4 triệu một cái khoảng tầm giá ít những cái sản phẩm tai nghe gọi là tai nghe True LED cao cấp nhưng đối với JBL thì con này cũng được gọi là flagship của nhà họ rồi và với mức giá chỉ cần 4 triệu thôi các bạn có thể bỏ ra để mua được một cái flagship của một hãng như của JBL thì mình thấy nó khá là đáng tiền với kiểu hoàn thiện và những cái sản phẩm như thế này housing của JBL Live Pro 2 cho mình một cảm giác khá là thân quen mình có thể gặp cái housing này rất là nhiều ở ờ, các bạn có thể thấy ở những con tai nghe True Wireless của Trung Quốc với tầm giá đâu đấy khoảng dưới 1 triệu. Cái thiết kế này ở những con tai nghe True Wireless cao cấp hơn rất là nhiều bởi vì thiết kế này nó là một cái thiết kế chung, một ngôn ngữ thiết kế chung nó đã quá tối ưu rồi. Và với cá nhân mình khi mà JBL vẫn sử dụng lại thiết kế này là một sự lựa chọn khá là an toàn và đôi khi là thông minh bởi vì khi mà cái gì nó đã tốt rồi thì không nên thay đổi nó. Và thực sự cái housing này nó không có quá nhiều điểm đặc biệt Thứ nhất nó đeo vào trong tay mình khá là fit Thứ hai là nó có một cái chi tiết hoàn thiện chrome Ở đây và có một cái logo JBL Và mình cực kỳ thích những cái chi tiết hoàn thiện chrome Nó sáng bóng Và với cá nhân mình thì cái housing và tất cả những cái ống canan như thế này nó hoàn thiện rất là tốt có một cái điều lưu ý mà khi mà mình giật cái tip để ra đó là các bạn khó có thể tìm những cái tip thay thế bởi vì những cái tip của con JBL Live Pro 2 này nó cũng khá giống với một cái sản phẩm khác của nhà Samsung đó là con Samsung Galaxy Buds Pro và với cá nhân mình thì những cái tip thông thường vẫn có thể lắp nhưng mà nó sẽ không tối ưu cho chất lượng âm thanh bởi vì Thứ nhất là nó có thể lick âm Lick âm thì dẫn tới mất bass Nó sẽ không tối ưu cho vấn đề sử dụng âm thanh Bởi vì những tít thông thường thì lắp vào các bạn cũng có thể nghe được Nhưng nó có thể xảy ra một cái vấn đề đó là lick âm Mà lick âm thì nó sẽ mất bass Nghĩa là trong cái bản nhạc của các bạn Ví dụ các bạn nghe EDM chẳng hạn Phần lớn các uh, giải nhạc của nó ở phần giải bass thì nó sẽ bị mất hết đi. Và tất cả những tiếng các bạn nghe được đó là tiếng mid và tiếng trap và nó nghe rất là khó chịu. Cho nên đây là một vấn đề lưu ý khi mà các bạn mua cái sản phẩm này. Nên giữ lại những cái tip ở trong hộp. Và với cá nhân mình ấy, thì cái tip của JBL làm khá là tốt, mềm và êm. Chắc là nó cũng chả thua kém gì với những cái sản phẩm tip cao cấp đến từ SpinFit hay Autofon đâu. Rồi và đó là tất cả những cái trải nghiệm về cảm quan, cảm giác sử dụng và tất cả những cái gì mà mình có thể chia sẻ về cái phần thiết kế và những cái phần có thể sử dụng trên cái con JBL này. Ngoài ra để nói về phần tính năng của một tai nghe True Wireless cao cấp thì gần như là nó ít có những sự thay đổi của những hãng tai nghe. Mặc dù đây là một sản phẩm flagship của JBL nhưng nó cũng được hỗ trợ đến IPX5 thôi. Nó không quá cao, không phải một tiêu chuẩn chống nước quá cao. Thứ hai, thời lượng pin. Thời lượng pin ở con JBL này thì mình thấy khá là khủng. Theo thông số của nhà sản xuất nhé thì một bên sử dụng độc lập được khoảng 10 tiếng và các bạn có khoảng 40 tiếng sử dụng cùng với cây sạc. Và với cá nhân mình thì khi mà mình nhận cái sản phẩm này về và mình nghe demo ấy, thì nó còn chưa hết được cái thời lượng pin của cả cái cây sạc này Nghĩa là mình nhận và mình chưa cả sạc Bởi vì thời lượng pin của nó quá là khủng và cái thời gian sử dụng của nó Mình nghĩ là nó có thể phù hợp với các bạn sử dụng trong cả một tuần Ngoài ra về những công nghệ như Bluetooth thì cũng Bluetooth mới nhất 5.2 Rồi là những cái chuẩn codec Ngoài ra thì con này cũng có hỗ trợ lọc tiếng ồn hay còn gọi là chống ồn chủ động. Thì với những con tai nghe có chống ồn chủ động mình sẽ đi sâu hơn vào cái trải nghiệm chống ồn của chúng nó. Thứ nhất, những con tai nghe chống ồn chủ động chúng nó có thể làm chống ồn tốt. Thứ hai là chúng nó có thể làm một cái kiểu chống ồn vừa đủ nhưng nó đem lại một cảm giác sử dụng rất là thoải mái. Và với cá nhân mình thì mình đề cao cái việc là chống ồn nó kém kém một chút thôi. Nhưng mà cái cảm giác đeo ở trong tai thoải mái thì mình cảm thấy thích cái kiểu đó hơn Bởi vì cái sóng nó phát vào để nó triệt tiêu đi cái âm thanh ở bên ngoài Nó nặng hơn thì nó sẽ gây nhiều áp lực vào màng nhĩ của chúng ta hơn Và với cá nhân mình thì mình không muốn điều đó xảy ra Và với con JBL này thì nó sẽ cho một cái cảm giác chống ổn rất là tốt Thứ nhất là nó sẽ lọc đi những cái phần âm bass hoặc là từ cái âm phần mid đổ về nó sẽ lọc gần như là hoàn toàn và những âm thanh duy nhất mà lọt vào tai của các bạn đó là những tiếng từ mid cho đến giải trap thì hầu như nếu mà các bạn đi ở ngoài đường cái tiếng còi xe thì nó sẽ vẫn được truyền uh, vào trong tai chúng ta khi mà bật chế độ chống uh, ồn chủ động còn những cái tiếng tiếng động cơ hoặc là những cái tiếng rầm 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 ở cái phần giải bass nó sẽ lọc đi gần như là hoàn toàn ở đây mình không khuyến nghị các bạn sử dụng cái active noise cancelling với cái việc đi ở ngoài đường, nhưng với cá nhân mình mình đi đi bộ ở ngoài đường thôi ấy, thì mình cảm thấy nó rất khá là tốt. Và với cái chống ồn này thì các bạn có thể custom ở trong cái app của nó. Cái app của nó thì có tên là JBL Headphone. Và các bạn có thể custom từ EQ, uh, custom từ cái ambient Sound uh, noise cancelling, nói chung là khá là nhiều thứ. Và với cá nhân mình thì cái app của nó cũng khá dễ sử dụng, nó không có gì nhiều, uh, khá là đơn giản Đây chính là chất lượng mic của JBL Live Pro 2 Môi trường mình thu là một môi trường khá là thông thường, không lý tưởng chút nào Thứ nhất chúng ta sẽ có một cái cờ gió điều hòa đang phá thẳng vào mình Thứ hai là cái tiếng nhạc đến từ bên ngoài Và không biết là JBL có thể lọc được những tiếng ồn này không Và bắt chỉ riêng cái tiếng của mình à, Về cơ bản thì đây là môi, môi trường test khá là thực dụng và đó là cái phần tính năng và cái trải nghiệm về phần tính năng còn về cái chất âm thì với cá nhân mình nếu để so với con live pro plus hoặc live pro thì chẳng hạn đời một thì mình thấy cái chất âm của nó nó sẽ bùng nổ hơn một chút nó không thay đổi quá nhiều nó vẫn là một cái chất âm v shape đặc trưng và đặc biệt là khi mà các bạn nghe những thể loại nhạc uh, vui vui như nhạc tiktok chẳng hạn thì mình thấy khá là tốt mình không hiểu vì sao nhưng mà dạo này mình hay nghe nhạc tiktok bởi vì nó, nó cuốn ấy mình là một người khá là anti mấy kiểu thể loại nhạc như vậy khi mà các bạn uh, có nhiều đa dạng cái thể loại nhạc thì các bạn sẽ biết được là cái thể loại nhạc đấy nó sẽ phù hợp với à, hoặc là cái sản phẩm đấy nó sẽ phù hợp với cái thể loại nhạc nào và con này thì đánh vào cái giới trẻ thì mình thấy khá là tốt bởi vì những cái thể loại nhạc như vậy uh, nhạc top top nhạc uh, edm hoặc nhạc điện tử tuy nhiên nếu mà con này mà đánh vào những cái thể loại nhạc như là giao hưởng hoặc là cái thể loại nhạc mà nó thiên về nhạc cụ ấy mình có nghe ở trên Apple Music thôi mình không không nghe qua một cái codec nào khác thì cái tiếng nhạc của nó bị dìm ở những cái giải nhạc cụ bởi vì thông thường những cái giải nhạc cụ nó thể hiện rất nhiều ở cái phần dải mid và con này thì lại hơi v shape cho nên khi mà các bạn nghe thì tiếng trống nó rất là rõ ờ, tiếng giải cao tiếng highs nó cũng rất là rõ nhưng tuy nhiên cái tiếng violin hoặc là những cái tiếng nhạc cụ ở cái phần giải mid piano chẳng hạn nó hơi bị chìm và nó hơi tối Cảm giác tối ở đây nghĩa là hơi bí Mình không biết diễn tả một cách như thế nào Nhưng các bạn có thể trải nghiệm để các bạn biết được là con này Nó không phù hợp với thể loại nhạc như vậy Và nó sẽ hướng tới người trẻ Bởi vì cái mức giá của nó và cái đối tượng của JBL thì vẫn luôn là như vậy Và thôi, đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ về JBL Live Pro 2 Trong khoảng thời gian khoảng vài ngày sử dụng Một lần nữa nếu các bạn có nhu cầu nghe thử hoặc demo hoặc đã đặt trước sản phẩm này Thì đường link ở dưới Uh, của Sephonet mình sẽ để dưới phần mô tả Ngoài ra các bạn đặt trước thì cũng có khá là nhiều cái sản phẩm giá trị được tặng kèo như mình vừa nói ấy. Và đó là bài chia sẻ của mình về JBL Live Pro 2 14 phút mày cắt thế nào được 5 phút đến việc